Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì đang tận cảnh hai anh trai là cái gọi là cái đèn xi nhan này các bạn này, rất là dễ luôn. Đấy, đây thì em lấy cái tô vít em cậy cái này ạ. Em cậy em ạ. Em cậy cái quy này ra. Đấy, đèn xi nhan này thay cực dễ các bạn nhá. Anh em chỉ việc chuẩn bị cho mình một cái T10 thôi, và sau đó thì các bạn lấy cái bậy nó để kéo. Rồi cái tô vít hai cạnh các bạn cậy cho mình cái quy nhựa là xong luôn. Rồi, anh em nhớ ủng hộ mình nhá, theo số 0908 đây. Các bạn nhớ cậy cho mình cái quy này ra. Đó, cái quy này nó ngoài quả nó giòn này. Hình như là mình gói đồ cậy, hôm nay mình mất cái đấy á. Cậy cái quy này ra. Vừa quẹt xong rồi anh. Anh gần nhé, ta xuất tay gần nhé. Bên trong này, bên trong. Đấy. Bên trong anh nhỉ. Hỏng cái xi nhan này ủng hộ mình nhá. Đó, ngon lành luôn.